Thì kính thưa quý khán giả trong và ngoài nước, thì thật ra thì gia đình của thầy Tiêu Ôn là một cái gia đình truyền thống, dạy con từ thời còn thơ. Cha mẹ con thì dạy con từ tấm bé, dạy cho thầy ấy từ cái khuôn phép, lễ nghĩa. Và đặc biệt là thầy ấy có một cái sức khỏe là do cha mẹ có trí tuệ. Cha mẹ đã đầu tư xây dựng cái công trình này cho con của tất cả những người con trong gia đình. Anh chị em của thầy Tuân đều rất khỏe mạnh là nhờ cha mẹ đều có trí tuệ, đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ. Ngoài cái việc học vấn thông thạo rất là nhiều ngoại ngữ và thành đạt trong cái lĩnh vực về công nghệ, thì thầy ấy còn làm chủ được thân thể, làm chủ được cái hơi thở, và đặc biệt là làm chủ được sức khỏe của bản thân mình. Chúng con cũng thành kính tri ân cha và mẹ, ông bà của thầy ấy đã tạo ra nhân tài cho nước nhà và đẳng cấp của thế giới. Thầy ấy là một giáo viên dạy lặn biển, cũng như là một giáo viên dạy về bơi tiên cá ngoài biển. Nên thầy ấy có một cái kinh nghiệm mà để chia sẻ với cộng đồng và với trẻ em. Có thể những em nào mà không có khả năng bơi lội như thầy ấy, thì những bậc phụ huynh làm cha làm mẹ xin hãy liên hệ tất cả quý thầy cô giáo tại các hồ bơi để các em có thể học bơi lội, bơi và lặn để phòng chống đuối nước, chứ không để các em ra sông lớn như thế này rất là nguy hiểm. Và các em hãy biết rằng thầy sát bên trái hay bên phải A Di Đà Phật.